Nữ sinh Du Chen thử trêu bạn ngồi bên cạnh xem sao và cái kết độ cùng. Thấy trên mạng những ngày gần đây có Chen thử trêu bạn cùng lớp xem phản ứng thế nào, nữ sinh cũng đu theo và cái kết mất toi quyển vở. Theo đó, khi đang ngồi chép bài tập, cô gái giả vờ huýt tay vào nhỏ bạn ngồi bên cạnh, tưởng cô bạn sẽ mỉm cười với mình giống như những video trên mạng. Ai ngờ nhỏ bạn tính nóng như kem, cầm ngay cây bút cho một đường quyền lên vở, khiến rách luôn cả mấy trang liền, thế là toan mất quyển vở rồi. Lần sau trước khi trêu người khác, phải hỏi họ xem trong người họ có đang khó ở không thì hãy trêu nha. Nhiều bạn hài hước, quả này ngồi chép lại cả quyển mệt ra phết, trêu đúng vào ngày chị đang khó ở. Ráng chưa cưng, bình thường bạn ấy hiền lắm, không hiểu sao hôm nay lại gắt vậy. Chắc phải áp dụng cách này với nhỏ bạn cạnh mình thôi. Suốt ngày bị trêu mà không làm gì được. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò. Câu nói quả không sai. Cuộc đời vui nhất là thời học sinh, sinh viên. Không có gì là không thể. Những trò nghịch ngợm hồn nhiên này sẽ là những kỷ niệm khó quên cho các bạn sau này khi ra trường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.